Giờ mẹ nói con là ở nhà con coi chừng ba con. Rồi ba con đâu rồi? Ba con đi đâu rồi? Ba đâu? Ba đâu? Ba đi đâu? Sao con không coi chừng ba? Sao con không chơi với ba? Mẹ kêu nhà cho coi ba mà. Chơi ba mà, rồi ba đâu? Ừ, ba đâu rồi? Ba đi đâu? Ừ, ba đi đâu rồi? Ừ, ba con đi đâu? Khẩu hình miệng phức tạp quá vậy. Sao ba đi đâu? Không, mẹ giao có nhiệm vụ là chơi với ba thôi mà con cũng không làm cho xong vậy hả? Rồi giờ hỏi ba đâu biết không, chứ đừng trả lời không. Rồi bây giờ ở đây coi chừng nhà, mẹ vô nấu cơm được không? Hả? Được không? Được không? Được không? Ừ.